Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay mình sẽ gửi tất cả bạn một ca khúc cực kỳ mới của Try, đó chính là ca khúc Alcohol Free. Trước khi bắt đầu vài bài học thì mình rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Nếu trong quá trình học mọi người cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình sẽ sớm giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, và động tác đầu tiên mình sẽ đặt ra như thế này. 5, 6, 7, hấp. Rồi mình bước chân bên trái đi tới 1, 2, 3, up, 4. Cái phần này mọi người sẽ đẩy phần hông lên như thế này. Dậm chân và đẩy hông lên. Ok, đếm lại nha. 7, 8, tà hấp, 1 ấp, 2 ấp, 3 dần. Sau đó mọi người xoay qua phần chân phải, mình sẽ dẻ qua như thế này và đánh phần hông xuống 2 lần, 1, 2 và quay ngược lại cũng như vậy luôn, 1, 2. Ok, rồi mọi người đặt chân qua phải trái về, mình sẽ dậm 3 bước, 1, 2, 3. Phần tay của mình sẽ để như thế này và nắm đưa lên như thế này, 1, 2, 3. Và kèm theo đó là một cái sóng nhẹ. Nếu mà bạn nào chưa quen đi sóng thì mình sẽ đi cái phần chân thôi cũng được. Ok, thì đếm lại nha. Hấp, hấp, 2, đi, 1 và 2, 3 và 4. Và rớt. Khi mà cái phần thứ hai mình sẽ làm bùm 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 tắt. Ok, phần tay mình sẽ rớt như thế này. Rồi sau đó mình sẽ kéo cái phần tay, 1, 2, 3. Ở phần số 3 mình sẽ khuỷu thấp xuống một chút. 2, đi, 1, 2, 3. Kèm theo đó là phần chân của mình sẽ bước tới ngược với tay, tay trái chân phải. 2, đi, 1, 2, 3. 1, 2, 3 là mình sẽ làm động tác mở hai tay ra như thế này. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đặt 1, 2, hấp, 3. Bước và bùm, bùm, tắt. Mở tay, chuốt từ hông lên, sau đó dằn cắt cắt, nó sẽ có hai tiếng cắt cắt để mọi người nghe ha, bùm bùm. Rồi sau đó mình sẽ đặt 1 tà, 2 tà, 3 và 4 và 5 6. Ok, nhịp 5 6 là làm tay giống như bơi ra vậy nè. Rồi mình sẽ nhảy hai chân chụm lại và nhảy ra ngoài. Ok, rồi sau đó mình sẽ lắc như thế này, lắc và lên và lên. Ok, mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ học tiếp nha. 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, quay 5, 6 và 7, 8 và 1 và 2, 3 và 4 và 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2, tà hấp, bùm bùm tắt, mở vuốt cắt cắt, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 6 7 hấp dừng. Ok, khúc này mình sẽ là, nếu mọi người không quen cái nhịp thì mọi người sẽ lắc 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 và đưa lên nhịp cuối cùng, còn nếu đúng theo chính xác thì nó sẽ là bùm hấp và bùm bùm hấp. Ok, rồi mình sẽ đếm tiếp. Sau khi đi tới đây xong, mọi người sẽ xoay cái phần tay của mình, bước cái chân phải vào bên trong và xoay phần tay qua như này, sau đó đẩy qua bùm bùm. Hai phần tay mình có thể đẩy như thế này, rồi sau đó bước ngược vô và tay xoay. Sau đó mình giống như mình pha nước vậy đó mọi người. Lên và hài tiếp, lên và về. Rồi sau đó mình kéo phần tay của mình, kéo xuống và phần chân của mình sẽ dậm. 1, 2, ok lại nha, 2 đi, 1, 2. Rồi mình đếm lại đoạn đó nha. 2 đi, chùm 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 chắc, chùm 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 hấp. Bỏ 1, xoay 2, chùm chùm vô, hấp hấp qua. Bước 1, bước 2, ok. Sau đó mình sẽ đi tay lên, 1, 2, 3, về.
phần tay mình dở lên và phần chân mình thấp đầu gối ngang. Ok, hai đi, một hai ba, một hai ba. Phần sau thì mình sẽ đưa cái phần gót chân ra ngoài và phần tay mình sẽ dỗ như thế này. Ok, mình đến lại nha. Hai đi, một hai ba, and một hai ba. Sau đó mình sẽ thả xuống và mình nhún hai cái, một hai ba và bốn. Mình sẽ làm động tác lại hai lần. Hai đi, nhún nhún về, nhún nhún về. Rồi động tác cuối cùng là mình sẽ xoay qua như thế này. Cái câu hát nó là drum in love thì giống như là người đang muốn say vậy đó, cho nên là sẽ làm cái động tác xoay như thế này. Ok, chân mình sẽ bước là trái phải để mình chéo qua ha. Rồi hai đi, xoay đập, rồi sau đó mình rút về và làm ngược lại như thế này. Sau đó nó có một lần như vậy nữa với cái góc độ thấp hơn và mình sẽ trả ngược lại. Ok, khúc này hơi hại não xíu cho nên là mình sẽ đếm chậm lại một chút xíu nha. Hai đi, drum in love, đập, xoay ngược xuống dưới, dòng ngược qua lần. Ok, động tác này nếu mà mọi người làm không quen thì sẽ dễ bị chóng mặt lắm, cho nên là mọi người có thể đứng tại chỗ để làm trước ha. Sau khi động tác đó xong, mình sẽ làm cái động tác ôm như mặt gì nè, giống như là kiểu đang ngại đó mọi người. Xoay phần thông qua và vuốt xuống dưới. Ok, drum in love, vuốt xuống dưới và bỏ bốn nhịp cuối cùng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng giúp thử với tốc độ chậm nha. Rồi, chuẩn bị nha mọi người. 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, vuốt cùng. 5, 1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Alpha Humphrey rồi, thì thông qua video lần này Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu mọi người muốn Bin làm hướng dẫn một bài hát nào nữa thì hãy comment ngay bên dưới cho Bin biết nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.